Hôm nay công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ đao bay thể thao cho dòng xe Mini Cooper, phiên bản Mini Cooper Series S, gồm Mini Cooper F55 và Mini Cooper F56. Bộ đao bay được công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu từ Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Bộ đao bay được sản xuất bằng vật liệu inox 304 với độ dày theo tiêu chuẩn của độ dày ống xả của xe mini. Bộ đao bay giúp cho xe Mini Cooper cải thiện hiệu suất về âm thanh cũng như cải thiện về hiệu suất tăng mã lực. Tiếng âm thanh xe mini sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và gào thét hơn khi sử dụng hệ thống đao bay này. Mã lực sẽ được tăng khoảng tầm 10 đến 15 mã lực. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng nâng cấp cho các dòng xe Mini Cooper, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.